Hello hello, chào Đức Vũ, xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Đức Vũ Cuộc Sống Mỹ. Và ở đây là cái kênh mà Đức Vũ USA quý vị các bạn ha. Thì để chia sẻ với quý vị các bạn hôm nay thì hôm nay là thứ ba quý vị các bạn, và mình đang định livestream nhưng mà mình mở cái livestream lên không biết sao nó chập chờn, nói chung là bây giờ lay hoay cũng mất nhiều phút, cũng mất, nói chung là cũng mất hứng các bạn ha. Nhưng mà thôi, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về cái câu chuyện mà làm sao để những cái bậc cha mẹ hướng dẫn cho con của mình thành công. Điều thứ hai là bây giờ thì cũng là cái thời buổi mà sắp sửa thi tốt nghiệp, thì có nhiều bạn thì mục tiêu là phải vô được đại học, hoặc là phải vô lớp 10, phải vô trường chuyên, phải vô trường chọn, hoặc là phải vô đại học. Thì cánh cửa đại học nó không phải là tất cả các bạn, nhưng mà đây là một cái bài viết của một cái người rất là hay, và họ đã chia sẻ, họ trao đổi với khoảng chừng 70 cái bậc cha mẹ, 70 những cái bậc cha mẹ mà những người mà đã nuôi dạy những cái đứa con rất là thành công. Có nghĩa là những cái người đó bây giờ là những người thành công các bạn, và họ quay lại họ nói rằng là bây giờ xem cha mẹ của họ đã dạy cho họ những gì, và đây là bốn cái điều mà họ không bao giờ, có nghĩa là chưa bao giờ họ làm khi con họ còn rất là nhỏ. Thì khi mà nói là về cha làm mẹ thì người ta nghe rất nhiều về những câu chuyện là cha là phải nói là con nên làm cái này, con nên làm cái kia, mẹ phải bảo con là phải làm cái này, làm cái kia. Nhưng cái điều quan trọng á là phải xem lại và phải cân nhắc xem là những cái gì chúng ta không nên làm, chúng ta không nên làm thì các bạn ha. Và cái nghiên cứu này là một cái nghiên cứu mà của một cuốn sách của một người viết. Cuốn sách đó là cuốn sách liên quan đến nâng tầm doanh nhân các bạn ha, nâng tầm doanh nhân. Thì cuốn này rất là hay. Thì họ nói thêm là bất chấp là nguồn gốc đa dạng sắc tộc, kinh tế, xã hội và tôn giáo, có bốn điều mà người cha mẹ của những cái người cá nhân rất là thông minh, định hướng và kinh doanh này không bao giờ làm khi mà con họ còn nhỏ. Điều thứ nhất là họ không bao giờ coi sở thích của con mình là lãng phí. Không bao giờ coi sở thích của con mình là lãng phí. Ví dụ như là con mình thích thể thao, thích chơi cầu lông, thích chơi bóng đá, bóng chuyền, hoặc là chơi trò chơi điện tử, hoặc là có những cái buổi tranh luận, rồi về âm nhạc, về có nhiều khi ngắm cảnh ngắm chim cũng được nữa các bạn ha. Ngắm cảnh ngắm chim thì có sở thích của nó, ngắm chim, ngắm cảnh, ngắm cái gì đó. Thì mỗi đứa trẻ trong số các cái bậc cha mẹ mà đã nói chuyện đều có niềm đam mê. Ngoài cái việc mà học ra thì nó có những cái niềm đam mê khác nhau. Các cái bậc mà cha mẹ không bao giờ ngăn cản con cái của họ về cái sở thích của nó các bạn ha, bởi vì họ biết rằng nó đang giữ những cái hoạt động về mặt, nói chung là tăng lên cái về mặt tinh thần. Thì ví dụ như là một cái người có tên là Rana Arawer, là một cái người sáng lập của Daybreaker, là cái phong trào khiêu vũ buổi sáng toàn cầu có hơn 500.000 thành viên, cộng đồng tại 30 thành phố trên thế giới. Trước đây cô từng là CEO của Super Sport, một trong phong trào giải trí dành cho trẻ tập trung vào việc ăn uống lành mạnh. Nhưng mà khi lớn lên, niềm đam mê của cô là bóng đá. Với sự hỗ trợ từ cha mẹ, và cô và chị gái song sinh là Mickey chơi 3 ngày, 3 giờ một ngày bắt đầu từ khi họ 5 tuổi. Cuối cùng họ cũng đã thi đấu cho trường đại học Cornell, nơi họ được gọi là cặp song sinh bóng đá huyền thoại. Mặc dù sự nghiệp bây giờ của cô ta này hiện tại thì không có liên quan gì tới bóng đá, nhưng mà cái cô này á, cô nói rằng cô ấy là đã phát hiện ra được rất là nhiều thứ về bản lĩnh, về sự kiên cường từ cái môn bóng đá này đã dạy cho cô ta. Thì bạn, cô ta nói như thế này nè: bạn phải biết là có kỷ luật, bạn học cái cách để tổ chức và tập trung, bạn học được cái về tinh thần của đồng đội, có nghĩa là teamwork của bạn ha, và những cái điều cần thiết để trở thành, nếu mà bạn muốn trở thành một người đội trưởng, thì đó là cái điều thứ nhất của các bạn ha, là đừng bao giờ mà kìm hãm cái sự đam mê hoặc là sở thích của những đứa con của các bạn. Cái thứ hai là họ không bao giờ đưa ra tất cả các cái sự lựa chọn cho con cái của họ, có nghĩa là không có quyết định là con phải làm cái này, con phải làm cái kia, con phải làm cái này, con phải thi trường này, con phải thi trường bách khoa, con phải thi trường kinh tế, con phải thi trường ngoại thương, con phải thi trường này, thi trường kia, mà
cái việc lựa chọn đó là quyền của nó, các bạn, quyền của những đứa trẻ. Thì việc liên tục đưa ra các quyết định cho con của bạn có thể rất là hấp dẫn, bởi vì bạn là người đi trước rồi, bạn biết rồi. Nhưng mà sau tất cả, bạn là người lớn, bạn hiểu con mình hơn bất kỳ ai khác, và bạn không muốn chúng phải chịu đựng. Đương nhiên đó là một cái tâm lý, đúng không bạn? Nhưng các bậc cha mẹ thành công thì luôn luôn không có bị những cái cám dỗ đó nó chi phối các bạn. Thì ví dụ nha, một cái người đồng sáng lập dự án Fit, Fit là FEED, cung cấp thực phẩm cho trẻ em trong trường học. Ngày nay bà là một nhà lãnh đạo tư tưởng và là một diễn giả thường xuyên về đổi mới xã hội. Mẹ của bà nói với rằng là chúng tôi thường khuyến khích là bà ta tự lập suy nghĩ cho bản thân của mình. Tôi sẽ nói với con của mình rằng là hãy tin tưởng, nhưng hãy xác minh, kiểm tra nó, hãy chắc chắn rằng đó là sự thật. Đừng uống cook ice hay là chị, có nghĩa là nói là đừng có bị hiểu lầm các bạn ha. Thì thường thường người mẹ dạy cho con chỉ vì là con thích làm điều đó, bởi vì những người khác đang làm điều đó, hoặc là điều đó không có nghĩa là bạn người ta làm thì con phải làm. Thì đừng có đu theo những cái xu hướng, thì cái đó là người mẹ của bạn dạy. Bạn cần phải lớn lên là con của bạn phải cẩn trọng nhưng mà không phải sợ hãi. Thì là cha mẹ, bạn có thể thấy là điểm mạnh của con bạn là cái gì, có tiếp tục, nhưng bạn có thể phải tìm ra nó, và có nghĩa là cái cách mà để phải tìm ra được cái điểm mạnh của nó là cái gì, đúng không các bạn? Nhưng mà bạn phải tìm ra nó, cách tốt nhất là để làm điều đó là hãy đặt câu hỏi như là bạn nghĩ sự lựa chọn nào có ích hơn cho bạn trong tương lai. Có nghĩa là khi mà cha mẹ áp đặt cho mình những cái con phải làm cái này, con phải làm cái kia, thì làm sao mà dạy cho người con được á, là hãy lựa chọn những cái gì mà con thích, những cái gì mà con thích. Thì cái này mình cũng đã nói nhiều trong video khác, những cái video khác là các bạn ha. Cái tiếp theo là họ không bao giờ coi trọng tiền bạc hay mức lương cao hơn hạnh phúc. Có nghĩa là không bao giờ coi trọng tiền bạc, mức lương cao hơn hạnh phúc. Ví dụ như là tôi không có gì chống lại bằng cấp học, có nghĩa là không phải là nói là chống lại bằng cấp học vấn chuyên môn. Chồng tôi và tôi đều là có bằng tốt nghiệp và nó đã rất là tốt khi mà chúng tôi cùng một cái gọi là cùng một cái level, cùng một cái cấp bậc. Nhưng bằng cấp có thể gây lãng phí thời gian của con bạn nếu mà nó không liên quan đến lợi ích của nó. Ví dụ như lợi ích của nó là cái gì? Nó tất nhiên là có thể phải phí thời gian để đi học đại học, và trong khi đó nó không cần phải đi học đại học. Và nếu là lý do duy nhất để của họ đến trường để lấy cái mảnh bằng hoặc là mảnh giấy liên quan cần thiết thì để có một công việc cao hơn, thì chúng ta cần phải suy nghĩ. Một người nào đó đủ yêu thích một thứ gì đó và làm công việc chăm chỉ sẽ tìm đến và biến nó thành công, và biến nó thành cái tiền để kiếm sống, bằng nó công việc để kiếm sống, ngay cả khi không có bằng cấp trong lĩnh vực đó. Và họ không ngại bắt cập nhật những cơ hội để trong vài năm họ có thể nâng cao, rồi thay vì phải đi học thì họ phải trả một cái khoản tiền nợ sinh viên. Có nghĩa là một cái ở bên Mỹ cái khoản tiền nợ sinh viên rất là quan trọng các bạn. Có nghĩa là đi học mà phải vay, thì bây giờ có những người họ tốt nghiệp xong họ phải trả cái tiền đó. Thì người ta nói là không hẳn là phải cho con đi học đại học các bạn ha. Thì cái này là cái mà nói chung là người ta nói về tiền bạc chứ không phải là tiền bạc, tức là không bao giờ coi trọng tiền bạc hay mức lương cao hơn cái sự hạnh phúc. Họ nói là hạnh phúc của người con, hạnh phúc của cái đứa bé là quan trọng. Và cái cuối cùng là họ không bao giờ bỏ bê về kiến thức tài chính. Có nghĩa là họ có thể không có can thiệp vào những cái thứ khác, nhưng mà họ luôn luôn dạy con mình về kiến thức tài chính. Và cái điểm này là cái điểm rất là yếu các bậc cha mẹ của người Việt cũng gần các bạn ha. Và đặc biệt là ở Việt Nam cũng vậy, ít cái người nào dạy cho con mình về cái bài học liên quan đến tiền bạc. Lưu ý cuối cùng về tiền bạc, mặc dù các bậc cha mẹ luôn nói chuyện không bao giờ thúc ép con cái của họ theo đuổi công việc lương cao, nhưng tất cả họ đều nỗ lực dạy con mình về tiền bạc bằng cách thức này hoặc là hình thức khác. Ví dụ như là Jeff Holland đã bán một nửa công ty đầu tiên của mình, đó là Storyblock, với giá 10 triệu đô la vào năm 2012. Anh ấy đã có một nói chung là công việc làm việc làm rất là mạnh mẽ ngay từ khi còn nhỏ, và anh và chị gái được giao việc mà quét rác, dọn rác rồi để lấy tiền tiêu vặt. Anh ta nói là nhà là phải lau phải sạch. Nó dạy dỗ tôi về cái việc mà sự chăm chỉ. Anh nói là về trường
và ở trường lớp mọi người đều có thể có cái giày trượt patin, nhưng mà bố mẹ tôi thì không bao giờ mua chúng cho tôi, và tôi cảm thấy rất bực mình. Và họ nói với tôi rằng là nếu mà muốn mua chúng thì con phải tiết kiệm tiền của mình, và nó khiến tôi tức giận vào thời điểm đó, nhưng thực sự nó đã khiến tôi tôn trọng giá trị của đồng tiền hơn. Cha mẹ anh cũng không trả tiền anh học đại học, cho đến trường đại học Boston bằng cái khoản vay sinh viên của mình và tự kiếm tiền để đi học. Vì tôi phải trả tiền đi học nên tôi phải không có bỏ lỡ một cái buổi học nào. Tôi tính toán chi phí của mỗi lớp hoặc mỗi cái lớp đăng ký học là $500. Anh ta nói nếu mà bị cám dỗ bỏ bê một buổi học thì tôi đã mất $500, cho nên là tôi không có bỏ học, bởi vì tôi phải tự bỏ tiền ra, cho nên tôi biết cái giá trị của đồng tiền. Tôi thích câu chuyện của Joyce vì nó minh họa lý do tại sao bạn không nên dạy bọn trẻ rằng chúng phải đeo đuổi những cái nghề nghiệp được trả lương cao, nhưng điều quan trọng là phải hiểu về tiền bạc, có nghĩa là về đầu tư, về tiết kiệm như thế nào. Nếu bạn đam mê một điều gì đó và thực sự giỏi về nó thì cũng tìm hiểu nó từ trong ra ngoài, bạn sẽ thấy điều đó là một điều mà bạn cần thiết để thành công trong công việc của mình, đặc biệt là những cái công việc liên quan đến kinh doanh giống như là cái anh chàng này anh đã làm. Thì đó là một cái câu chuyện chia sẻ rất là hay với các bạn, và mình thấy điều đó là cái điều rất là tuyệt vời. Mình chỉ nói ngắn thôi tại vì hôm nay không có nhiều thời gian, nhưng mà cái video sau mình sẽ nói thêm về cái câu chuyện này ha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn quý vị các bạn trong những video tiếp theo. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, bye bye.